Ok, trở lại với toàn thể anh em đến với kênh của Sơn Loa Audio. Vẫn là những cái điệp khúc cũ, đó là gì? Sản phẩm hoàn thành là quay video và gửi cho các bác khách ở xa. Các bác nhìn thấy trước được sản phẩm sắp nhận của các bác để các bác yên tâm. Đấy, thì bây giờ em lên sóng cho, đầu tiên là lên sóng cho bác khách. Đây, em vừa đóng vỏ, đây là một bộ vỏ hoàn chỉnh, cả mạch, mạch đầy đủ đây. Bảng mạch đầy đủ này, IC công suất, IC giải mã, IC nguồn, nói chung là dây jack đầy đủ để ra tất cả các mọi tính năng ở đây. Thì đây, bộ vỏ này là kích thước để bác về lắp hai loa 10 hai bên, ra bốn loa đằng sau và đặt cái đầu vào giữa. Đây là màu gỗ thông cho bác theo yêu cầu. Đấy. Bác nha. Còn tiếp theo đây, một con CD V6 bản cao cấp làm đầu điều khiển từ xa, chọn lọc cho bạn một con đầu còn đẹp còn nguyên ni lông. Bật nguồn lên test cho bác. Đây là bác khách ở Hà Nội, bác có nick Zalo tên là Quang hay sao, em bác cũng nhiều tuổi rồi. Thì bây giờ em test cho bác để bác biết được này, đúng theo màu của bác này, màu gỗ đen luôn, em làm sần đen nha, đúng theo cái tông màu của nồi thất bác nha. Rồi, bật lên, giá điều hồ nét lắm bác ạ. Cho tự động này, cho tự động cho bác này, ví dụ này. Đó. Giữ 3 giây là lưu. Đó. Vặn tay này, radio vặn tay bác có thể vặn đến 90, 89 này. Thì cũng giữ 3 giây là lưu. Đó. Xe hơi, quần áo, bác có thể chơi USB, thẻ nhớ, điện thoại, máy tính, bluetooth không dây, CD, FM, full luôn. Giải mã đầy đủ đằng sau, có cả cổng ra AV ngoài, ra sắp đặt tai nghe đầy đủ bác nhé. Đấy. Bên gen cũng từ đó mà ra đời. Rồi. Hàng loạt các phát minh khác như máy test thẻ nhớ cho bác này. Hoàn hóa học cũng xuất phát từ những giấc mơ. Cắm vào thẻ nhớ. Chuyển đổi ngôn ngữ tiếng Anh. Thì đã mơ tối qua, biết đâu chúng lại trở thành những phát minh vĩ đại sau này. Matt, người sáng lập kênh YouTube chuyên phân tích các vấn đề khoa học từ. Đánh cái đôi loa này, em test luôn cái đôi loa toàn giải này. Đôi toàn giải xuất Đức. À. Đối toàn giả xuất Đức anh em nha, lại phối thêm cả cái chép bên trên nghe phê luôn. Còn thùng loa bên trên này là em làm cho một bác khách ở Hà Đông để lắp cặp loa mẹc vào đây. Chị có tin vui là thai đôi, nhưng cũng vì thế mà thai kỳ của chị phát sinh nhiều việc hơn. Tôi thủ bác sĩ là số 1 rồi này. Hóa hẹn là phải có mạng. Ok. Nhà mình là... Tắt. Đấy, em làm khiển đầy đủ cho bác rồi cho nên là cứ thế tắt thôi.
Hiền thì thực ra mình không cần thiết lắm, có bà có tuổi thì bà cần thôi, chứ còn cũng là chế vào thôi. Đầu ô tô thì chả cần khiển làm gì, nhưng mà anh em thích thì mình vẫn chế độ thôi. Đấy nha, bàn giao cho các bác nha, các chủ nhân liên hệ nha.